Em An Nguyễn xin chào anh chị em khách hàng. Hôm nay có về một cái lô bánh xe của Nhật ha. Thì lô này là lô bánh xe Nhật Bản mà còn rất là mới nha mấy anh chị ha. Thì cái đường kính của bánh xe là 135 nhân cho 35 ha. Thì tất cả những cái bánh này là nó còn mới nguyên à ha, như chưa xài ha. Thì một bộ của nó bao gồm là có hai bánh là có khóa và hai bánh là không khóa ha. Thì thường thường một bộ là nó đi kèm là như thế, nó để mình có khi mình làm cái khung á, mình hàng mình bắt lại thì mình có thể khóa, thì nó cái khung nó không có di chuyển ha. Rồi cái chiều cao của nó này là khoảng 150 anh chị ha, 150 đó. Cái đường kính này, cái bánh này chịu tải rất là tốt nha ha. Nếu một bộ này nó chịu tải phải là tầm hơn 1 tấn á đó. Thì mấy bánh xe này thì trước giờ mấy anh chị mình hay hỏi em nhiều ha, thì hôm nay có về một cái lô này rất là đẹp ha. Thì nguyên một bộ như thế này giá là 1 triệu đồng ha, 1 triệu đồng đúng đó, chỉ 4 cái ha, bánh có khóa luôn nha, đó, khóa rất là ngon đó. Rồi ok, lưu ý giùm em là một bộ bao gồm là hai bánh có khóa và hai bánh không khóa nha ha, hai bánh có khóa và hai bánh không khóa, và tất cả cái này á, là bánh đều là bánh xoay ha, là tức là nó xoay vòng tròn được nha, tức là mình sẽ đẩy được đa chiều luôn ha mấy anh chị. Rồi ok, anh nào lấy thì nhắn tin giúp em ha, đó một bộ chỉ 4 cái chỉ có 1 triệu thôi. Rồi xin cảm ơn anh chị em khách hàng, anh nào lấy thì nhắn tin cho em tên địa chỉ rồi ghi ship bộ bánh xe Nhật 7 triệu là em biết ha. Xin cảm ơn anh chị em.